Trần Anh lại vừa về một mẫu Innova 2011 form mới anh em. Bản này là bản đặc biệt nha, bản này 6 ghế thôi, 7 ghế chứ, thiết kế dạng limousine. Mấy mẫu này bà con đừng có hỏi Trần Anh, có dịch vụ. Và cái thứ hai, cái màu sơn nó không giống như mấy mẫu màu sơn khác như vàng, bạc, ghi, trắng, không có nha. Màu này là màu dạng như màu rêu anh chị nè, màu nguyên bản của em nói nha. 21 form mới, 2 túi khí anh em. Đồ chơi chủ nhà đã lên full gọi là kính ở trên chiếc xe rồi anh em, nước sơn nè, nước sơn very good, kết hợp bề gác chân mâm nè, mâm nguyên bản của đời 2011 nè. 4 cái vỏ chủ nhà thay mới 95%, gầm bọc ở trong là sạch sẽ nè, không có một tí một mọt nha anh em. Đó, phần gầm sexy đẹp lắm, anh em thấy đẹp không? Máy móc bao rin 49A29367, form dáng chuẩn chu. Anh em thiết kế mẫu này về đi gia đình thì phải gọi là very good rồi, đâu có điểm chê cái xe này nữa. Anh chị thấy xe đẹp không? Bóng lắm. Sơn rin em này 70-75%, đăng kiểm tháng 6 năm 2024. Đây là kết hợp vào đèn phía sau nè anh em. Đây là quay cho anh em coi nè. Đó, đèn phía sau của em nó đây. Đèn phía sau là đèn đôi nha. Đó, đèn tầng, hệ thống cảm biến dê. Chủ nhà lên cảm biến dê từ trước ra sau. Nguyên bản nó có 2 cái con cảm biến thôi, chủ nhà lên thêm 3 con nữa. Hàng đẹp lắm anh em. Anh em coi đời 21 phần bọc dè nè. Bọc dè của em nó không có một tí là một vỏ dưới phần bọc dè. Bọc dè là sáng trưng vỏ nè. Vỏ sau giữ nhà thay mới 100% luôn. Nội thất thì em này có 7 chỗ. Thường thường mà con thấy 8 chỗ đúng không? Nhưng mà đây nè, hai ba ghế ngồi phía trong nè. Anh chị nè. Đó. Thiết kế dòng này không có ai chạy dịch vụ đâu, mẫu này dành cho các sếp, các lãnh đạo đi không anh em. Bên đây chúng ta có khai học tùy tay nữa nè anh chị nè. Nó sạch sẽ cho anh em không? Trên là có màn hình nè, người ngồi sau có thể xem phim nghe nhạc. Vẫn ba chân lạnh, một trước hai sau thôi anh em. Xe cọp. Bốn cánh cửa tắp bi khá là đẹp nha anh em nha. Tắp bi thì những vân gai nè. Mới tin keo chỉ là rin hết 100% nè anh chị. Xe không cứng không lỗi anh chị nha. Đây là form mới, sẽ trang bị là hai túi khí là bên phụ bên tài nè. Máy lạnh AC đang mở, kích hoạt lạnh ngắt nè. Trang bị màn hình Android nè, cam hành trình nè, bà con coi cũ số nè. Đó, đây anh chị thấy từ phần cũ số bao da là bao chất không? Phần gai mới tinh, cái vô lăng rim cho xe nè. Không một tí là mòn luôn. Ghế ở trong mà đẹp như thế này, từ những con tán bát lề của cửa mới lắm. Anh em nào biết chơi thì mua mẫu này, bốn vỏ mới nha, đăng kiểm dài luôn. Xe hồ sơ ngay 49 này. Riêng 49 là xe bên Trần Anh là lúc nào gầm nó cũng đẹp hết anh em. Gầm đẹp tuyệt đối cho anh em luôn. Đó, đèn halogen kết hợp, chúng ta sẽ có đèn gầm đầy đủ các tính năng rồi. Dán toàn bộ hệ thống phim cách nhiệt hết toàn diện trên chiếc xe rồi anh em nha. Anh em lấy mẫu này về anh em chạy tuyệt vời luôn anh em. Đây là vô lăng nè. Vô lăng nguyên bản của em G nè. Đi được có 111.000 à. Anh chị coi đồng hồ đúng chuẩn 111.000 nha anh em. Đó, xe bao đẹp luôn. Máy lạnh mở phát lạnh ngắt, côn ga số không có một tí gọi là phai mờ, bốn cánh cửa tắp bi vân gai, vân gai nó đẹp như thế này, keo chỉ là nguyên bản hết và riêng từ anh áo luôn. Anh chị coi những từ con tán bản lề này. Đó, bà con coi có dấu hiệu mở không? Đó, bà con thấy xe đẹp không? 2011 mẫu này bên chợ anh bán để cho bà con dễ 290 thôi, 290 bức 10 còn 208. Hỗ trợ anh em có 30 triệu. Cái phần mà cái ghế ở phía sau nè, ghế phía sau là chúng ta sẽ có một cái đường luồng để bà con đi vô nè. Tại vì nó có hai băng ghế ngồi thôi anh chị nha. Xe đẹp lắm. Nè, từ phần sóng gân cuốc của cửa nè, đẹp như thế này. Bọng dè nè, bốn cái bọng dè là mới tinh. Cua dè keo nè, keo của phần cua dè nè. Nó còn đẹp như thế này nè. Đó, bà con thấy chưa? Hàng chất lượng tuyệt vời. Xe đẹp dành cho anh em nào biết yêu cái đẹp, còn anh em yêu cái rẻ thì không có rồi anh em. Xe này là bạn hiếm mà. Đây là anh chị nè, cái bát người ta còn thiết kế khá là khác cái mẫu Innova thường, mà con thấy không, cái bát rất là khác nha. Ghế phía sau nè, phía sau là chúng ta ngồi được 3 chỗ, phía trước là 2 chỗ 5 chỗ, với phía trên 2 chỗ là 7 chỗ, 7 chỗ nha anh em nha. Keo chỉ nha. Nói chung từ bản lề con tán hầu như là nguyên bản hết. Xe không cứng không lỗi bất cứ một khoản nào. Được chưa anh em? Xe này đẹp lắm.
anh em trải nghiệm vô phần máy nè. Cục máy của em nó là bao phê cho anh em luôn, bao phê đến từng cm luôn nha anh em nha. Đây Trường Anh quay phần cục máy cho anh em, anh em trải nghiệm mẫu xe bên Trường Anh, anh em mới thấy đó, chuyên gia đi săn xe những cái xe nào đẹp về phục vụ cho anh em, hàng cọp lắm, bóng không, nước sơn bóng, sơn rim quá trời trời là trời. Đây anh em, thứ nhất anh em ạ, quay vô tán nó có bô, tán nó có bô chưa mở đây đó, anh em mình kỹ nha. Bây giờ tán nó có bô chưa mở, keo chỉ dòng học đẹp như thế này, hai bên lường là không có đâm pha lỗi lầm trên chiếc xe. Đi đôi là hệ thống đèn, đèn của Toyota, đèn rim hết rồi. Và đây xương đầu nè, xương đầu không có một ngày giờ là mở lại luôn nha, tán xương đầu nè, chưa mở nè, anh em coi kỹ nha. Nè anh em, đẹp như thế này, anh em bỏ ra với một mức tiền 280 triệu anh em sở hữu được, phải gọi là một cái xe gọi là tuyệt, tuyệt đẹp bên Trường Anh luôn, đẹp lắm. Trang bị hệ thống ABS chống bóng phanh, mạc tem của em nó là 1998 nè, động cơ dung tích là 2.0, từ hai bên cái phần má tôn bên ngoài nè, tán là còn chưa mở nè anh em, rin hết nguyên bản nha. Cục máy này chúng ta xài sẽ là 4 quanh xẻ nè, hệ thống hồi xăng ABS, cục máy là bao phê luôn anh chị, đường co nước chưa mở nè, nó quay những cái điểm chính là biết cái xe nó đẹp rồi. Nói chung máy này máy móc số rin tuyệt đối nha, nắp capo nguyên bản hết, keo chỉ cho nó capo là không mất một cái phần nào cho nó capo anh chị nha, keo rin tuyệt đối 100% cho anh em luôn đó. Anh em thích mẫu này thì alo cho Trường Anh Ô Tô. Anh em mua được cái mẫu xe đẹp, anh em chắc chắn anh em sẽ đi tốt trùng bền. Mình làm cái gì cũng vậy, bán hàng cái gì cũng vậy, hay bất cứ một khoản gì cũng phải có cái tâm nha bà con nha. Cái tâm là cái đạo đức, là cái nghề nghiệp, để cho bà con có một cái gì đó thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp thôi. Người ta nói sống có đức, mặc sức mà ăn mà. Mình gian dối với người ta là ông trời ông lấy tất cả, cho nên là cứ phải thẳng thắn như vậy. Xe lỗi nó xe lỗi, cấn nó cấn, làm máy nó làm máy, với chả có ngại ngùng gì đâu. Được cái chiếc xe quá đẹp luôn, quá đẹp, phải gọi là cực đẹp luôn nha bà con nha. Màu sơn cũng, bà con ra đường, bà con chạy ra đường màu sơn nó cũng khác so với những cái mẫu xe Innova bên ngoài. Đó là màu sơn của em, nó là nguyên bản nguyên rin, gầm bề ở trong là số, là số rin, bà con thấy số mới tinh. Xe này chạy có 111.000 bà con biết rồi, nó mới tinh, không có điểm nào mà để chê đâu. Là gầm này, gầm là sáng trưng, không có một tí một bọt ở dưới phần gầm đó, chị thấy không, xe đẹp lắm. Số nè, máy nè, khô ráo sạch sẽ, không có tí gọi là gì, nhớt nheo dưới phần gầm nha. Quan tâm mẫu Innova 2011 thì alo cho Trường Anh Ô Tô. Xe đã được lên full kính rồi chơi rồi, không còn thiếu bất cứ một khoản gì đâu. Bản Innova số sàn 2.0, bản chỉ có 6 ghế thôi, dành cho các doanh nhân. Nếu anh chị nghĩ anh chị đã thành đạt thì anh chị nên chạy mẫu này nha. Còn chưa thành đạt đừng có chạy mẫu này, được chưa anh em? Trường Anh khép lại chương trình tại đây này, em see you and goodbye.